Mình biết là sẽ có rất nhiều bạn muốn mang cả căn nhà hay là cả cái tủ quần áo của các bạn đi luôn. Người. Mùa hè đã đến, điều đấy báo hiệu cái điều gì? Báo hiệu là mùa du lịch cũng đã đến rồi nhất. Và thực ra chúng ta luôn tự hỏi là chúng ta nên mang gì khi đi du lịch. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn 15 thứ mà chúng ta nên mang theo khi đi du lịch. Ok, let's go. Đầu tiên chắc chắn rồi, thứ mà ai cũng cần khi đi du lịch. Chờ mình xíu. Yep. Một chiếc vali. Đương nhiên rồi, tất cả chúng ta đều cần một chiếc vali đúng không các bạn? Cái vali này là mình vừa mới sắm luôn, vẫn còn nguyên tag mark đấy các bạn. Những cái vali size to thì mình cũng có rồi, vali nhỏ mình chưa có nên mình vừa mua cái này xong. Cái này thì hôm trước mình mua giá bán của nó là 1,9 triệu, nhưng mà mình được sale, mình mua được sale chỉ còn khoảng 900 thôi. Tùy vào việc các bạn đi dài hay ngắn ngày thì chúng ta hãy lựa chọn những cái vali cho nó phù hợp. Nếu như các bạn đi dài ngày khoảng trên một tuần chẳng hạn thì chắc chắn chúng ta phải mang theo những cái vali mà nó to hơn đúng không? Còn mình chỉ đi có khoảng vài ngày, 3-4 ngày thôi thì mình sẽ xài một cái vali nó nhỏ gọn vừa phải, nó đủ để mình có thể xách tay được. Đó, điểm mạnh của cái này là nó rất là nhẹ luôn các bạn, nó cực kỳ nhẹ luôn. Bản thân nó đã nhẹ rồi thì chúng ta sẽ để được nhiều đồ hơn đúng không? Và thiết kế thì rất là vuông vắn và xinh xẻo. Mình thì mình rất thích màu xanh bạc hà kiểu như thế này. Các bạn biết mà, cái ga trải giường của mình màu xanh bạc hà đúng không? Mình sẽ để link ngay ở phía dưới cho các bạn có thể tham khảo nếu các bạn chưa có một cái vali trong thời gian tới nhé. Và để có những bức ảnh đẹp có chiều sâu cho chuyến du lịch, các bạn chắc chắn không thể nào thiếu được một chiếc máy ảnh nhỏ, gọn và có màu sắc rất là tươi sáng đúng không? Đặc biệt là nếu như chúng ta không muốn mang theo những chiếc máy ảnh cơ rất là nặng thì đây sẽ là một cái lựa chọn vô cùng tuyệt vời cho các bạn. Đó chính là Canon G7X Mark II. Chính là cái máy mà mình đang vlog ngay bây giờ, ngay lúc này đây. Nên là mình không thể nào tháo ra để khoe cho mọi người, nhưng mà mình sẽ quay nó cho mọi người ha. Cái máy này thứ nhất là về giá cả rất là ok, rất là phải chăng. Thứ hai, màu sắc vô cùng đẹp, để các bạn hoàn toàn có thể vừa chụp hình vừa quay video cũng rất là đẹp trong điều kiện thiếu sáng, cũng rất là ok. Một cái nữa là nó nhỏ cực kỳ luôn, nó nhỏ hơn cả cái iPhone đúng không bạn? Cái iPhone từng này đúng không? Thì nó còn nhỏ hơn cả cái iPhone nữa. Nên là mang đi mang lại cũng vô cùng tiện lợi. Và chúng ta muốn có những bức hình đẹp thì đương nhiên là phải đầu tư một chút rồi đúng không? Tiếp theo chắc chắn là một thứ mà chị em chúng ta không bao giờ có thể thiếu được các bạn ạ. Túi đồ trang điểm. Bên trong này các bạn có thể để tất cả những cái sản phẩm dưỡng da đã được chiết ra từ những cái chai lớn sang những chai nhỏ để bỏ vào đây, đồng thời là mang thêm một số những đồ make up cơ bản, những thứ cơ bản thôi nha. Đừng đưa cả cái bộ trang điểm của các bạn đi nha. Sản phẩm này thì mình mua ở đâu ca, mình quên mất rồi. Sản phẩm này thì hình như là mình mua ở Mini Good thì phải. Có khoảng 8 mấy hay 9 mấy nghìn một cái túi thế này thôi. Cái này được khá là nhiều đấy các bạn. Và nhớ là để tiết kiệm diện tích thì chúng ta nên chiết cái sữa rửa mặt, những cái toner hay là những sản phẩm khác ra những chai lọ nó nhỏ. Và nếu như các bạn chưa có những cái bộ chai dụng cụ nhỏ, các bạn hoàn toàn có thể tìm nó trên mạng, hoặc là tận dụng tất cả những cái chai lọ nhỏ các bạn đã có ở nhà. Tùy vào các bạn đi du lịch ở đâu, nhưng mà mùa hè thì đương nhiên rồi, chúng ta đều mong muốn được đi biển và chắc chắn không thể thiếu được một cái kính dâm. Ôi quên mất, chúng ta không thể nào quên được một cái kính dâm được đúng không? Đó, ai cô đứng hình mất 5 giây. Thứ nhất, chống nắng thôi. Thực ra cái chống nắng nó chỉ thứ hai thôi. Thứ nhất, chụp hình đẹp. Đó, kiểu gì đi du lịch mà chả đeo một cái kính cool ngầu thế này, nó chả xinh hơn đúng không? Trời tự sướng các kiểu. Và đương nhiên là bảo vệ mắt nữa đúng không? Thì hãy chuẩn bị cho mình. Đi du lịch đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đi bộ rất là nhiều các bạn, mà đôi khi là còn đi bộ dưới nắng nữa. Vậy nên chúng ta phải có một thứ gì đấy để chuẩn bị tránh ánh nắng có thể vả trực tiếp vào mặt. Chúng ta nên có một cái mũ. Và thường độ thì mình sẽ để như thế này. Cái này mà đeo cái kính lúc nãy đấy nhở. Trời ơi, thử xem nào. À, ai cô đứng hình mất 5 giây. Mình chẳng khác gì người mẫu luôn các bạn.
Ok, nhớ mang theo chiếc mũ cho giống idol Hàn Quốc. Đầu tiên là che đi một chút cái gương mặt của chúng ta. Thứ hai là có thể bảo vệ tóc của chúng ta, nó sẽ không bị bung lụa lung tung. Một điều nữa đấy là khi mà tóc mái bị bết, trời ơi, mình luôn luôn mang theo cái này để sao? Để khi mà tóc mái bết, có một cái mũ ngay bên cạnh thì đương nhiên là đội vào che đi mất rồi. Trời ơi, đúng không? Vừa xinh. Đây là chiếc mũ của Adidas mà mình đã được tặng khá là lâu rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cặp đôi không thể thiếu được. Đi sang nước ngoài chắc là chúng ta sẽ cần hộ chiếu rồi, chắc chắn là như vậy. Một số những cái nước mà khó hơn thì chắc chắn là phải xin visa, mà phải xin từ mấy tháng trước cơ. Và các bạn nên để giấy tờ, tất cả những cái giấy tờ của mình ở một nơi an toàn, để chung vào một chỗ, không nên để lung tung. Đừng có nhét cái túi bên này, túi bên kia, bởi vì rồi nó sẽ cũng bị thất lạc, nó rất là nguy hiểm. Ở đây của mình thì mình có một cái wallet như thế này. Cái này cũng không biết là gọi là wallet hay là gọi là card holder nữa, nhưng mà nó rất là đơn giản thôi. Đó, và hai bên này thì mình gần như là mình đựng các loại card, các loại thẻ. Mình rất ít khi xài tiền mặt. Bây giờ cuộc sống hiện đại rồi, chúng ta đã có thẻ thanh toán quốc tế rồi. Vậy nên thì xài cái loại đấy cho quá trình đi du lịch nó cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều so với khi mà chúng ta thanh toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên đương nhiên tùy theo cái nước mà chúng ta đến thì chắc chắn chúng ta cũng phải chuẩn bị một số những cái lượng tiền mặt nhất định, để khi sang đấy thì chúng ta không mất thời gian phải đủ tiền này nọ nữa, đúng không? Nên để trong cái túi hành lý xách tay, những cái túi mà các bạn đeo bên mình nhỏ nhỏ, những cái túi nhỏ nhỏ đeo bên mình như thế này này, không nên để trong vali, bởi chúng ta không thể biết được lỡ vali thất lạc thì sao, đúng không? Chúng ta không thể biết được như thế nào cả. Nên là những cái này nhớ giữ, cất giữ thật là cẩn thận nha. Đi du lịch là cơ hội để chúng ta có thể ăn rất là nhiều món, đặc biệt là street food, những món ăn đường phố. Chắc chắn rồi, tuy nhiên các bạn cũng biết mà, sau khi ăn thì tay chúng ta sẽ bị bẩn, và cũng như là đi lại chạm vào những nơi công cộng. Đi xe buýt hay là đi tàu thì các bạn đều có thể bám vào những cái thành và nó sẽ gây những vi khuẩn trên tay. Và để điều đấy không xảy ra, chắc là chúng ta phải chuẩn bị một lọ nước rửa tay. Đây là cái sản phẩm mà dạo này mình hay dùng và mình cũng hay mang nó để đi du lịch. Cái này thì nó có 30ml, và mỗi khi mà chúng ta ăn xong hoặc là trước khi ăn thì chúng ta có thể đổ một ít giọt vào đây và xoa đều thì nó sẽ sạch. Điều này rất là an toàn cho các bạn khi mà đi du lịch, bởi vì các bạn đâu thể biết được cái môi trường đấy như thế nào, đúng không? Và chúng ta cũng không thể nào luôn luôn có cơ hội để rửa tay mọi lúc mọi nơi được. Vậy nên đây, vị tứ tinh của chúng ta hãy mang theo. Đồ dùng tiếp theo không thể không nhắc đến, đúng rồi, không có điện thoại lấy gì mà gọi, lấy gì mà tự sướng. Chắc chắn chúng ta phải mang theo điện thoại. Và các bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị những cái loại ốp mà nó có thể trợ giúp các bạn trong cái chuyến du lịch này. Ví dụ như mình có một cái ốp rất là xịn sò, nó có thể dán ở tất cả những cái mặt phẳng như là gương, tủ kính, miễn là nó phẳng, không phải là mặt tường đâu nha các bạn. Mặt tường là nó không phẳng đâu nha các bạn. Mình có thể gắn lên trên đấy. Ví dụ như mặt của cái này này, mình có thể tháo cái lớp ngoài ra thế này, sau đấy mình gắn lên như thế. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng những cái ốp mà chống nước này, ốp chống nước nếu như các bạn đi bơi, hoặc là những cái loại ốp mà có dây đeo ở cổ thế này, để có thể đảm bảo an toàn cho cái điện thoại của mình. Nên là điện thoại là một thứ cực kỳ quan trọng, phải mang theo. Vậy nên hãy chuẩn bị cho nó những cái phụ kiện đảm bảo an toàn, cũng như là hỗ trợ chúng ta trong cái việc chụp hình hay là trong cái việc sinh hoạt khi mà chúng ta đi du lịch. Cái này thì nam nữ gì cũng cần nha, không chỉ riêng nữ. Đó chính là những cái loại quần lót tiện dụng. Ở trong một cái pack như thế này nó có 6 cái. Sản phẩm này thì mình mua ở Bomb Sister. Đây cũng là một nơi mà mình cũng thường thường ghé qua để có thể mua đồ lót cho mình. Sản phẩm này thì là 100% cốt tông và rất là tiện lợi cho chúng ta mỗi khi đi du lịch. Nếu chúng ta đi những chuyến dài ngày thì còn có cơ hội để giặt đồ. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ đi có 3-4 ngày thôi thì đương nhiên đây là một cái thứ mà cực kỳ hữu ích luôn. Thực ra thì chúng ta nên luôn mang theo những thứ như thế này để phòng bất cứ một cái trường hợp nào đấy. Không thể biết được lỡ chúng ta quên hay là như thế nào đấy, đúng không? Thì chắc chắn là nên có cái này. Sản phẩm này thì kiểu gì cũng phải có. Mình là một người yêu âm nhạc, nhưng ngoài yêu âm nhạc ra thì mình rất ghét những tiếng ồn. Mà các bạn cũng biết rồi đấy, lên máy bay thì có tiếng ồn, lên xe buýt cũng có tiếng ồn. Tóm lại là mọi lúc di chuyển đều có thể có tiếng ồn. Vậy thì chắc chắn chúng ta phải có một cái tai nghe. Mà nên là cái loại tai chụp như thế này để có thể đảm bảo cách âm được nha.
Các bạn hoàn toàn có thể mua những cái loại rất là mới xịn sò hiện nay, là không cần dây, xài Bluetooth only. Nhưng mà mình thì mình vẫn xài cái cũ này thôi, của Sony. Đối với những tín đồ sâu deep và thích ghi lại những kỷ niệm giống như mình, sống xến sẩm như mình, thì đương nhiên chúng ta luôn luôn phải mang theo sổ tay rồi, đúng không? Sổ tay hoặc là những cuốn sách. Và vì vậy nên mình có một cái bullet journal kit. Mình đã từng giới thiệu trong những cái sản phẩm mình yêu thích gần đây, trong cái video đấy thì mình cũng đã nói đến cái này rồi. Và mình sẽ sử dụng cái này để làm chi? Mình sẽ sử dụng cái này để đựng sổ tay. Ngoài có sổ tay, mình sẽ có thêm một cuốn sách và một vài những cái bút nữa, để có thể hôm nào đấy mà mình vừa đi du lịch về và tối ngày hôm đấy chúng ta có thời gian để có thể nghỉ ngơi ấy, thì mình sẽ viết vài dòng, một vài những cái dòng cảm xúc vào đấy. Hoặc là mình sẽ lên cho mình cái lịch trình ở trong cuốn sổ này cho chuyến đi sắp tới của mình. Và đương nhiên chúng ta không thể nào thiếu được một chai nước hoa khi đi du lịch được các bạn. Và nên là những cái loại mini thế này nhá, mang những loại to đi là không được đâu. Những chai to thế này thì chỉ nên ở nhà thôi, còn chúng ta nên mang những cái chai bé xíu thế này này. Chúng ta nên mang những cái chai nhỏ xíu thế này để có thể tiết kiệm diện tích. Và đó thì mang được trong túi, các bạn có thể đưa đến bất cứ nơi nào. Và cứ mỗi khi mà cảm thấy mình kiểu có mùi hay thiếu tự tin một chút là xin một tí lên đi. Đúng. Mình hay xịt như thế này các bạn à, mình sẽ xịt ra tay như thế này. Sau mình sẽ chấm một phát thôi. Mình sẽ để ra phía sau này. Hoặc là thỉnh thoảng mình sẽ xịt, mình sẽ dơ lên và mình sẽ xịt thế này. Một xịt duy nhất thôi là nó đã kiểu vương vấn ra. Cực kỳ nghiêm túc, đây cũng là một sản phẩm mà các bạn nên mang theo đi du lịch. Đó chính là một chiếc quần jogger. Trong video Summer Morning Routine thì mình cũng đã chia sẻ mọi người một chiếc quần jogger của Asos. Còn chiếc quần này thì là của Forever 21. Yeah, rất là thích. Đặc biệt đi du lịch các bạn nên có những quần jogger như thế này để làm chi? Để có thể ngủ thoải mái trên máy bay này, ngồi thoải mái khi các bạn di chuyển này. Những ngày mới bắt đầu tập đi máy bay mình rất hay mặc váy các bạn, nhưng mà sau đấy thì thực sự đấy là một thảm họa luôn. Mặc váy hai cái chân của chúng ta sẽ rất là lạnh. Mặc dù là có chăn đấy, nhưng mà thực sự nếu như chúng ta mặc một cái quần jogger, nó vừa có thể thoải mái, nó vừa ấm áp. Đặc biệt là mình ngồi mình hay giơ chân lên, kiểu mình co cái chân lên ấy, thì các bạn sẽ không sợ lộ những thứ không cần phải lộ. Và một cái nữa các bạn có thể mang theo đó là một cái túi. Một cái túi giấy như thế này. Đây là một túi giấy các bạn, không phải túi bóng. Hôm trước thì mình có mua đồ ở Cosmo và mình... Đây là cái túi mà đựng đồ mình mua về và mình cảm thấy là nó rất là so cute luôn. Tại sao mình nên mang cái này theo? Chúng ta nên mang cái này theo để có thể mua sắm một cái gì đấy mà chúng ta không cần xài đến túi đi lâu. Đúng không? Để tất cả những cái đồ mà chúng ta chuẩn bị sẵn để mang đi, thì một cái túi như thế này nó rất là đơn giản có thể mang theo, mà lại có thể giúp một phần nào đấy hạn chế những cái túi ni lông mà chúng ta phải lấy từ người khác. Đi du lịch mình biết là mua sắm rất là nhiều, có khi là những thứ rất là nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta không có gì đựng cả nên là chúng ta phải xài túi bóng. Nhưng mà nếu như có cái này rồi thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều, đúng không? Các bạn nên mang theo một đôi sneaker có thể mặc được với tất cả những bộ quần áo. Và chiếc sneaker màu trắng của mình, đôi Nike Air Max 97, là cái đôi mà đảm bảo được tất cả mọi thứ. Mình rất là thích cái đôi giày này gần đây. Và các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những cái sản phẩm giày nó phù hợp với các bạn, miễn là nó là một cái loại tối giản, basic và có thể đi được với hầu hết tất cả những bộ quần áo. Thì điều đấy sẽ có thể giúp chúng ta tiết kiệm được cái khoảng không gian mà chúng ta phải mang theo hành lý, đúng không? Đồng thời là không cần phải suy nghĩ nhiều là chúng ta sẽ đi đôi giày nào với cái bộ quần áo nào. Và cuối cùng là một cái sản phẩm mà mình không có ở đây nhưng mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người, đó chính là một cái hộp đựng bàn chải và kem đánh răng. Thực ra là mình đang order và nó không kịp về và mình muốn quay video này ngay lập tức, nếu không thì mình sẽ không kịp để có thể cho nó lên sóng. Vậy nên là nó chưa về kịp đây, nhưng mà đấy là một cái hộp chúng ta có thể đựng được bàn chải của chúng ta và một cái kem đánh răng riêng. Tại sao chúng ta nên mang theo một cái hộp như vậy? Thứ nhất, chúng ta nên đánh cái bàn chải của mình, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều khi mà chúng ta đánh bàn chải của các homestay hay là các hotel, đúng không? Chúng ta không thể biết được cái chất lượng bàn chải của khách sạn sẽ như thế nào. Và những cái sản phẩm thường là những cái loại nhựa sử dụng một lần, vậy nên thì chúng ta có thể hạn chế được chừng nào hay chừng đấy, đúng không?
Yep, và vừa rồi là một số những cái sản phẩm mà mình giới thiệu cho mọi người, những thứ mà chúng ta nên mang theo khi đi du lịch. Và mình tin chắc là sắp tới các bạn cũng đã có những cái dự định của riêng mình. Đừng quên chia sẻ với mình những chuyến đi sắp tới của mọi người ngay ở dưới phần comment, cũng như là những cái sự chuẩn bị khác, những cái sản phẩm khác mà các bạn muốn recommend cho các bạn trẻ nên mang theo khi đi du lịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình ngày hôm nay. Chúc mọi người có những chuyến đi sắp tới thật là vui bên bạn bè, gia đình, người yêu. Hãy tận hưởng khoảng thời gian mùa hè của chúng ta. Mình chắc chắn sẽ quay trở lại với những video hay hơn, nên là nhớ subscribe channel của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm hơn. Mình chắc chắn sẽ chia sẻ mọi người chuyến đi sắp tới của mình như thế nào, và sẽ có rất là nhiều điều hay ho trong chuyến đi sắp tới đấy. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye bye.